sáng mới nhất. Trần Anh xin chào toàn thể tất cả quý vị nha. Quý vị anh chị đã ăn sáng chưa? Sáng mới 6 giờ đang ngủ ngon giấc, khách gọi điện thoại để chạy ra salon làm việc, xe ở ngoài đây. Nói chung là em làm một ngày, thậm chí với cô chú anh chị là không có ngày nghỉ, làm không có ngày nghỉ luôn, từ sáng đến tối, tối đến sáng đến đêm, tối thì về làm máy tính, làm clip, up clip cho bà con coi, rồi nào là tin nhắn Zalo, rồi khách khứa gọi điện thoại, rồi coi xe, rồi đi mua xe. Anh chị thấy khổ không? Anh chị cái tóc em bạc hết rồi, hôm nay em phải đi nhuộm lại cái màu nâu, nâu hoặc dẻ đó bà con coi nè, bạc hết trơn rồi, làm riết mà chả thấy tiền đâu. Nói chung mình làm, mình cảm thấy mình làm cái này, cái nghề này là mình làm mình đam mê, mình vui. Mình làm cái này để mình được phục vụ bà con á. Trần Anh cảm thấy là sướng lắm, sung sướng lắm. Nó mệt, nó cực. Nhưng mà được cái là được gặp giao lưu với cô chú anh chị là vui. Có những cô chú anh chị lên đây Trần Anh thương lắm, quý lắm. Chúng người ta mua cái xe cũng có mấy chục triệu thôi, nó cũng gọi là không có là nhiều. Nhưng mà bà con biết không? Đó là cái tình cảm á, tình cảm của chú dành cho anh chị đi 400-500 cây lên đây mua xe, chỉ có thích gặp Trần Anh. Nói chung là sáng sớm nào cũng có trong Zalo cũng có người chúc cho Trần Anh là mua may bán đắt, rất là vui. Cuộc sống mà cô chú anh chị coi cái Zalo Trần Anh đỏ lè luôn, anh chị thấy không? Đó, ngày nào cũng như ngày nào hết, Zalo là đỏ lè luôn, trả lời tin nhắn coi như là không kịp luôn mà. Kể cả điện thoại trả lời em cũng vậy, nhiều lắm. Vui bà con. Bà con nào mà như Trần Anh á, đam mê cái nghề xe ô tô á, thì bà con mới cảm nhận được. Và mình cũng đúc kết ra nhiều cái bài học, đâu là cái chân lý sống trong cuộc sống, đâu là cái cách giao lưu và cái cách xã giao với bà con như thế nào. Quan trọng mình sống sao để cho người được người ta thương. Mình bán xe cho người ta cũng vậy, mình bán mua con xe ra, mình phải đảm bảo được cho cái xe người ta đi ok và có cái sự bao quay đầu. Mình đừng có bán xe tào lao cho khách là được. Anh chị hiểu ý Trần Anh không? Em nghe chị ơi. Dạ, chào đi. Dạ. Đi coi xe xong đó, xe đây, xe salon đây. Xe đó. Rồi em biết. Nó thấy cũng được rồi, vấn đề chỗ là chờ chị làm việc với người bạn ở thành phố, mà cái người bạn nó bữa giờ cũng có gọi liên hệ với em rồi đó. Dạ. Có chưa? Có rồi. Anh Tiến là bạn của chị là đã em chốt giá bạn chưa? Em chốt giá rồi đó. Là bao nhiêu? Em chốt giá có 250 à. Ờ, tại vì biết sao không? Thì kinh tế là bây giờ là chị làm cái gì giới thiệu và họ tin tưởng qua chị thôi. Thì chị thấy em tạ xe có chuẩn không? Thì ok được là chốt ngay. Vấn đề là cái chỗ nè, bây giờ chị thì nói cho chị bỏ tiền ra cho thợ đi coi máy đàng hoàng để người bạn để tính là có tín nhiệm mình. Dạ. Thì giờ em nghe cà phê cho chị ra xa cho chị ấy chốt của bạn rồi nói. Ủa chị ơi, em xin lỗi chị nha, cái vấn đề như thế này nè. Chị muốn tiền cà phê cà pháo, nhưng em đã chốt với anh trai là cái giá là 260, bớt 10 triệu cho anh còn 250. Bây giờ gửi tiền cà phê cà pháo của chị là gửi như thế nào ạ? Thì bây giờ tùy em chị, tại vì biết trong chị là cái người là coi như người ta tín nhiệm mình, mà mình kêu chị bỏ tiền ra cho thợ máy thì coi chắc ăn cho mình làm sao mà chờ dám coi chính xác một thợ được. Thì chị bỏ tiền ra. Nói chung chị ơi, thợ là em nè. Em đã báo xe cho chị là chuẩn chứ không bao giờ sai, chị hiểu không? Cho nên sau này á, chị sau này chị khỏi cần phải gọi thợ thầy gì hết á, chị hiểu không? Nhiều khi thợ coi không bằng em đâu, em nói thật á, thợ là em, là em tả xe phải là chuẩn xác cho chị. Có tính chất lượng thì chị mới giới thiệu cho bạn chị. Dạ. Thì bạn thì là chia sẻ cái bài của em cho bạn chị coi là thấy là chuẩn, nó chạy một chiếc chúng vậy đó. Dạ. Chị mua chiếc xe cho chở sơn đó là em giới thiệu đó. Là chị chốt chiếc rồi đã 256 là năm rồi. Dạ. Là chị chốt chiếc đó rồi.
mà bây giờ trước này thì chị nói chị vấn đề là mình tạm nhờ mình là vì uy tín mình đã ở trên này luôn. À, thì giờ chị vậy thì giờ cái chuyện cà phê pháp tính sao chị tiền em cho chị cũng rồi thôi. Nếu 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 mà chị nói như vậy thì cái công cán chị bỏ tiền cho thợ coi thì em sẽ gửi cho chị một ít gọi là cái tình nghĩa chị em. Còn em bán cho giá, em bán khách đó là chuẩn là 250, em vẫn bán giá 250, em bỏ tiền túi ra, em gửi cho chị mấy triệu gọi là cà phê chứ không có quan trọng. Chị em mình thì nó vô tư, chị hiểu em không? Cái quan hệ bạn bè của chị á, dạ, là người ta còn ở đây, người ta cũng bạn thân á, thì thấy mình chạy xe xuống chơi á rồi cũng hỏi thăm mà nó mình dạ, về giá mềm. Ở đây chị hiểu không? Em lại bán xe như là ở đây á, ở đây là không 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 có quan trọng cái chuyện là mua được hay không. Đó, quan trọng là chị em mình tin nhau. Chị hiểu không? Còn ở đây là em cũng không là không có cò lái gì hết. Đó là vậy, nhưng mà với điều kiện á, em tải xe chuẩn, chị lên chị nhận, chị cho thợ coi đúng cái chiếc xe của Trần Anh bán ra là ok. Còn cái này ví dụ nha, chị giới thiệu em sẽ có cà phê cho chị. Đó là nguyên tắc rồi. Trong rồi, trong cuộc sống. Chị chửi anh lãnh qua và chị cho chụp thợ đang quay xe để cho anh tin tưởng là mình cũng kêu thợ vô. Thì hồi nãy mấy thằng em nó biết em mà nó kêu ủa anh Trần Anh bán xe này, kêu ủa anh bán ở đây lâu rồi mà mày hỏi anh. Xong nó kêu em coi xe cho cái bà chị cho em cứ coi đi, máy móc chưa làm anh bao cho em, nó ra nó coi xong là ok mà. Ừ rồi thì đó ok. Dạ. Bây giờ hôm nay chị nói ok là anh sẽ chuyển tiền, là sẽ em mua chiếc xe này bị ủy quyền thôi, giờ lấy giấy xài đỡ một cái đã, anh muốn sang đây tận sang đây thôi. Dạ. Không phải, nói chung là chị hiểu không? Chị hiểu không? Bây giờ em nói như là không phải là vì chị mà em mới bán được cái xe. Đó, chị hiểu không? Không phải là vì chị nha, em nhắc luôn nha, không phải vì chị em mới bán được cái xe của em. Nhưng mà ý là chị có thiện chí như vậy thì em sẽ gửi cho chị gọi là một ít tiền cà phê cà pháo. Chị hiểu em không? Chứ còn cái xe em bán ra em không có sợ, tại vì mình tả xe chuẩn cho nên mình đâu có sợ là phải tốn tiền này tiền kia. Chị hiểu em không? Biết rồi, chứ con này là nó nguyên con ở đây thôi, không phải là xe Việt Nam. Xe này xe nhập mà, xe nhập nguyên con. Rồi chốt vậy đi chị nha. Dạ ok chị. Rồi ok chốt nha chị. Rồi chốt với chị. Đấy, cô chú anh chị thấy không? Nói chung là khách người ta chốt xe cho mình, nhưng mà có một cái chị đó, là anh đó anh nhờ chị đó có xe là anh lên, chị dắt theo thợ lên để coi xe, nhưng mà xe Trần Anh tẻ thì nó chuẩn như clip rồi, đâu có gì là sai đâu. Thì thợ thời đó người ta lên coi, người ta gặp Trần Anh là người ta biết rồi, cho nên là người ta mua thôi. Cái này không phải là vì phải nhờ qua một người để Trần Anh bán được cái xe, Trần Anh không cần như vậy. Nhờ là nhờ cái tấm chân thành của mình, là nhờ cái sự thật nè. Mình tẻ một con xe, mình bán một con xe ra, mình chuẩn với nó như vậy là ok. Đây coi đây cô chú anh chị nè, đây Karen nè, đó nhờ thợ lên coi dùm cho người bạn, coi vốn chuyện xe đó, ok chưa bà con? Sáng như vậy là vui rồi. Nói chung là mình giúp được ai thì mình sẽ giúp đỡ hết mình cho cô chú anh chị, được chưa bà con? Không có phải suy nghĩ đâu, những cô chú anh chị nói tiền cứ alo cho thằng anh đi, cho anh không thể giúp cô chú anh chị 300, 400, 500 triệu được, nhưng mà đối với số tiền 20-30 triệu 10 triệu, 20 triệu chẳng anh có thể giúp được cho bà con. Nha bà con nha. Tuy rằng nó nhỏ thôi nhưng mà 100 người, 1.000 người thì nó gom lại là sẽ là một cái số tiền cực kỳ là lớn. Anh chị hiểu ý Trần Anh không? 1.000 người đi, mỗi người thiếu tầm 30, 50, 70 đi, thì cô chú anh chị biết là nó nhiều như thế nào rồi. Đó, sáng sớm thì công việc của em thì ra uống ly cà phê, chuẩn bị khách khứa rồi làm xe đây bà con. Anh chị nào không hiểu về xe hay thắc mắc bất cứ một vấn đề về xe ô tô thì bà con cô bác liên hệ với em sẽ tư vấn cho nha. Em tư vấn cho bà con cô bác, và kể cả sau này cô chú anh chị mà có cọc cho Trần Anh á, mà có không lấy á, thì Trần Anh vẫn trả cọc và cho anh nói rồi mà, em không có lấy cọc của ai đâu. Em cho đi nhiều hơn là em lấy lại. Cô chú anh chị tin không? Đợt trước Trần Anh phải cầm hai cái view lô đất của Trần Anh đó là hết mấy tỷ. Em cầm
5 tỷ hai cái view đất của em để em tiếp tục đầu tư hỗ trợ cho cô chú anh chị góp đó. Trần Anh tiền không có đâu mà đất em nhiều. Phải nói thật sự là vậy, em làm bao nhiêu em dư em để em gom em mua đất. Em mua đất ở view trên thành phố Hạ Long mà Đà Lạt cũng có đó chị, anh chị. Nói chung là mình cũng kẹt vốn cho nên mình xoay sở mình cầm thêm ít để về làm xe hỗ trợ góp cho bà con. Làm mà chả thấy tiền lời đâu, toàn thấy là âm vốn không. Anh chị thấy khổ. Thôi Trần Anh chúc bà con cô bác có một buổi sáng yên vui và hạnh phúc bên gia đình nha. Nào là uống cà phê với Trần Anh nha, bà con cô bác nha. Chào cô chú anh chị nha. Chúc bà con cô bác có một buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nè.